Trương Hoàng thoát mắc, gương mặt vàng trong làng phản diện khi vào vai cảnh sát ngầm nằm vùng trong bộ phim Độc Đạo. Trương Hoàng sinh năm 1993 là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu phim truyền hình Việt. Anh hiện công tác tại Nhà hát kịch Hà Nội. Ngoài công việc chính ở sân khấu, là nam diễn viên chuyên đóng vai phản diện trong phim Giờ Vàng. Những bộ phim Trương Hoàng gây ấn tượng với khán giả gồm Quỳnh Búp Bê, Biệt Dược Đen, Hành Trình Công Lý, Đấu Trí, Gaza Hạnh Phúc, Lối Nhỏ Vào Đời, Hương Vị Tình Thân, Chồng Cũ, Vợ Cũ, Người Yêu Cũ. Anh từng bị khán giả phản ứng nhiều vì chuyên đóng vai phản diện. Tuy nhiên, đó cũng là niềm hạnh phúc của một diễn viên khi được khán giả nhớ và nhắc tới. Hiện tại, Trương Hoàng vào vai cảnh sát ngầm trong bộ phim đang gây sốt Giờ Vàng VTV Độc Đạo. Trong phim, Hoàng vào vai Nghĩa, cảnh sát ngầm có mật danh K3, người nằm vùng trong nhóm của tên trùm ma túy Dương Cơ Bắp. Trong phim, Trương Hoàng cho thấy khả năng diễn xuất ứng biến nhanh, thoát mắc nam diễn viên chuyên đóng vai phản diện. Ngoài công việc trên sân khấu hay đóng phim, Trương Hoàng còn kinh doanh. Nam diễn viên cũng có niềm đam mê với nhiều môn thể thao, đặc biệt là bóng đá. Nhờ chăm chỉ luyện tập, Trương Hoàng sở hữu thân hình 6 múi săn chắc. Lên phim chuyên vào những vai giang hồ như Ngoài Đời, Trương Hoàng được nhận xét là một người có tính cách dễ chịu, hòa đồng. Trên trang cá nhân, anh thường đăng tải những hình ảnh điển trai với cô gu thời trang lịch lãm nhận được nhiều lời khen ngợi.
mắm để lâu một thời gian bị đen đi thì liệu có còn dùng được nữa không? Vẫn dùng được bình thường mọi người nhé. Em chỉ sợ nhất là nó chuyển sang màu xanh và nó có mùi thối, thì lúc đấy mọi người không nên dùng nữa bởi vì nước mắm đã bị hỏng. Điều kiện mà để nước mắm luôn thơm ngon là được ở trong những cái chum như thế này, nắng mở ra, mưa đậy lại thì nó mới càng để lâu, nó mới càng ngần, càng chín, càng ngon. Đó, chứ còn đựng ngồi chai này nhiều khi mình để ở trong căn bếp ấy, không có nắng thì nó bị oxy hóa ra là bình thường, bởi vì hàng không có chất bảo quản mà. Chứ còn mọi người để cái một chai nước mắm như này muôn đời muôn kiếp nó vẫn là màu này thì chứng tỏ phải có chất bảo quản ở trong này. Đó, còn đen đi một chút không sao mọi người nhá, mọi người vẫn cứ dùng bình thường cho em. Bên em là chuyên cung cấp các loại nước mắm truyền thống Ba Làng Thanh Hóa, chỉ làm hoàn toàn từ cá và muối, an toàn với sức khỏe mọi người. Đó, mọi người có nhu cầu mua những sản phẩm sạch an toàn thì click vào phần giỏ hàng để ủng hộ bà con nhân dân bọn em nha mọi người nhá.